Bàng quang là một cơ quan rỗng hình thành từ mô cơ, nằm trong khu vực bao quanh bởi các xương hông, gọi là vùng chậu. Bàng quang hoạt động như một hồ chứa có thể thu nhận nước tiểu từ thận. Các cơ bàng quang giúp thải nước tiểu qua đường ống dẫn nước tiểu dưới, hay còn gọi là niệu đạo. Các tế bào lót bàng quang có thể phát triển bất bình thường và dẫn đến ung thư bàng quang. Ung thư bàng quang là một bệnh ung thư đường tiết niệu, các tế bào ác tính hình thành trong mô bàng quang. Ung thư bàng quang, bệnh ung thư phổ biến thứ 9 đối với nam giới ở Singapore, bệnh phổ biến hơn với nam giới và thường xảy ra ở những bệnh nhân lớn tuổi. Chào đón quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, ung thư bàng quang là một bệnh ung thư phổ biến. Vậy thì mức độ nguy hiểm của căn bệnh này như thế nào và cách điều trị ra sao? Ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay vị khách mời của chương trình, bác sĩ Trần Nhật Tiến, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Vâng, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình. Thưa bác sĩ có thể cho biết là so với những loại ung thư khác thì ung thư bàng quang có mức độ phổ biến như thế nào ạ? Ung thư bàng quang là một bệnh cũng hay gặp trong bệnh ung thư các đường tiết niệu, thường là xảy ra ở cái niêm mạc của mặt trong bàng quang, thì nam chúng tôi thấy là gặp nhiều hơn nữ. Thứ hai là thường là phát hiện không được sớm bởi vì triệu chứng nó không rầm rộ. Vâng, vậy thì theo bác sĩ, ung thư bàng quang có liên hệ mật thiết với những nguyên nhân gây ra nào không ạ? Nguyên nhân thì chúng tôi thấy có một số nguyên nhân tương đối rõ ràng. Ví dụ như là liên quan đến hóa chất. Thứ hai là liên quan một cái rất rõ rệt, đó là ở nam giới. Tại sao nhiều hơn? Bởi vì là hút thuốc lá. Một nguyên nhân nữa, đó là nếu như mà người bệnh đã lúc trước đó đã xạ trị một cái bệnh gì đó, có thể cũng sẽ ảnh hưởng đến bàng quang và gây cái biến loạn của tế bào bàng quang mà gây nên cái ung thư bàng quang. Vâng, vậy thì theo bác sĩ, ung thư bàng quang có những biểu hiện cụ thể nào và có sự khác nhau nào giữa nam và nữ không ạ? Thực ra thì ung thư bàng quang giữa nam và nữ thì không có sự khác biệt nào cả. Các cái triệu chứng nó đều giống nhau, đó là đi tiểu, ra máu. Có người thì đi tiểu ra máu hồng nhạt, có người thì đi ra đỏ tươi luôn. Nếu như ở giai đoạn muộn thì chúng ta có thể thấy là bệnh nhân có thể là đái buốt, đái khó, thế rồi đang đái thì bị nghẽn lại. Muộn hơn nữa thì do cái tế bào ung thư bàng quang nó xâm lấn rộng ra các cái tạng xung quanh, nó xâm lấn vào trong trực tràng, rồi nó xâm lấn vào đại tràng, thì nó gây cho người bệnh cái dấu hiệu là mót dặn, muốn đi đại tiện mà không đi được. Thì có thể nó gây ra những cái dấu hiệu như thế, làm cho người bệnh rất là khó chịu. Thế rồi nếu như mà nó di căn vào xương thì có thể gây ra triệu chứng đau xương ở cánh chậu hoặc đau xương cột sống. Thì đấy là những cái triệu chứng mà chúng tôi hay thấy và hay gặp ở ung thư bàng quang. Vâng, vậy thì theo bác sĩ, hậu quả lâu dài của căn bệnh ung thư bàng quang này là gì và nó có phụ thuộc vào những yếu tố nào ạ? Cái hậu quả lâu dài là nếu như không được chữa trị thì ung thư sẽ lan tràn trong vùng tiểu khung và trong ổ bụng rất là rộng. Còn trong điều trị của chúng tôi thì chủ yếu đối với bệnh nhân bị ung thư bàng quang thì chúng tôi phẫu thuật là chính. Nếu ở giai đoạn sớm mà phát hiện sớm thì chúng tôi có thể là mổ nội soi cho bệnh nhân. Nhưng nếu ở giai đoạn gọi là muộn hơn chút nữa mà cái khối u nó đã xâm lấn ra đến cơ thì bắt buộc chúng tôi phải cắt bàng quang bán phần, tức là cắt đi một phần bàng quang, thì sau đó là phải phối hợp với hóa trị và xạ trị để điều trị cho bệnh nhân thì mới hy vọng kéo dài được. Còn nếu mà để nặng hơn nữa, tức là do khối u nó lan rộng ra khắp tất cả bàng quang rồi, thì lúc đó chỉ còn một biện pháp duy nhất là cắt bỏ toàn bộ bàng quang và đưa cái hai cái niệu quản ở hai bên thận ra ngoài thành bụng để mà chứa nước tiểu để cho bệnh nhân gọi là kéo dài thêm sự sống. Thì cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân nó cũng rất bị hạn chế. Thế thì bằng một số các phương pháp, đó là sẽ làm một cái bàng quang bằng một cái khúc ruột. Chúng tôi sẽ nối hai cái đường niệu đó vào trong một cái khúc ruột để nó chứa nước tiểu và sau đó thì nó sẽ thải ra ngoài bằng một cái ống thông tiểu thôi. Vâng, xin cảm ơn những thông tin cũng như là lời khuyên của bác sĩ dành cho khán giả trong chương trình ngày hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, phần lớn những người bị ung thư bàng quang có thể chẩn đoán ở giai đoạn sớm khi mà ung thư còn có thể điều trị được. Chính vì vậy mà khám sức khỏe định kỳ là biện pháp hữu hiệu, không chỉ giúp chúng ta phát hiện ra được căn bệnh ung thư bàng quang mà còn phát hiện ra được rất nhiều bệnh khác nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.